Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Con đường tu tiên tập 146 của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Thiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1365, Lôi Quật. Mọi người tản ra xung quanh đầm nước. Một cây thú dương phiên bị phát động, phát ra kim quang chói mắt. Kim quang bị đám người có áo đen áp chế trong không gian phụ cận của đầm nước. Nguyên thần yêu thú nhảy ra khỏi thú dương phiên, gầm thét, nhưng lại không có phát ra âm thanh, sau đó lại dở tan tành, hóa thành những cái sợi kim tuyến hòa nhập vào bên trong đại trận. Không gian sau khi bị thu hẹp tràn ngập những cái sợi tơ vàng sắc bén lạ thường, cuối cùng chúng hội tụ lại trên không trung của đầm nước. Thế nhưng cái đám người áo đen này không hề phát hiện ra rằng ngay ở bên cạnh bọn họ có một con bướm đang nằm sấp trên một thân cây ám lôi mọc, theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ, đem tất cả hành động của bọn họ thu vào trong mắt. Mà Tần Tang ẩn thân ở cách đó không xa, nhìn thấy thú dương phiên cùng với một vài gương mặt quen thuộc, Tần Tang đã có thể xác định được những tên áo đen này đích thị là kẻ thù của hắn, đám đệ tử của Hắc Xà Sơn. Hắc Xà Sơn đã bỏ ra rất nhiều công sức, từ việc tổ chức săn giết Quỳ Long đến việc ngụy trang thành đệ tử của Đấu Ngư Phong, chia binh vào nhiều đường, lặng lẽ thâm nhập vào Động Minh Đảo. Mưu đồ của bọn chúng chắc chắn không phải bình thường, có lẽ chúng muốn lấy cái đồ vật cực kỳ quan trọng trên đảo này. Ánh mắt của Tần Tang lúc này cực kỳ ngưng trọng, trên mặt của hắn lộ ra vẻ trầm tư mãnh liệt. Đang lúc gặp cái đám người đáng ghét này, mặc dù thực lực của kẻ địch rất mạnh mẽ, nhân số cực kỳ đông đảo, Tần Tang không biết mục đích cụ thể của bọn chúng là gì. Nhưng mà Tần Tang không có định rút lui để cho bọn chúng được như ý muốn. Địch ngoài sáng, hắn trong tối, cơ hội tốt như vậy, nếu như Tần Tang không chặn ngắn chân của bọn họ một phen, chắc cũng cảm thấy có lỗi với mình. Hơn nữa, hắn cũng không thấy gã thanh niên họ Phương đi cùng đám người này, quả nhiên là một tin tức tốt. Tần Tang kiên kỵ nhất chính là gã thanh niên họ Phương. Tần Tang suy đoán, năm cái tên kết đan huyết hải, dây khốn lưu thủ tọa ở bên trong rút khiên có lẽ chính xác tác phẩm của gã thanh niên họ Phương rồi, vì những cái tên tu sĩ còn lại của Hắc Xà Sơn không thể có thực lực mạnh như vậy. Tần Tang hiểu được một chút bí ẩn trong đó. Một trong những chân truyền bí điển của Đấu Ngưu Phong có lẽ chính là môn lôi pháp bá đạo kia, khó trách bên trong lôi đình chứa cả lực lượng tinh sát. Tần Tang vốn dĩ tưởng là chiếm đoạt luôn lôi pháp này để mà nghiên cứu, hắn đã chuẩn bị đoạt nó từ trong tay của đám người Hắc Xà Sơn. Hôm nay lại gặp cái bọn họ ở đây, Tần Tang cũng có ý định giải quyết luôn một thể. Đương nhiên, nếu như hắn có thể cướp đoạt được bảo vật mà đám người Hắc Xà Sơn thèm khát thì còn tốt hơn. Nhưng mà những việc đó không phải là Tần Tang nói có thể dễ dàng làm được. Thực lực của đối phương không yếu, hơn nữa bọn chúng còn nắm giữa cả đại trận của thú dương phiên. Tần Tang muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp cũng cần có một cơ hội thích hợp thì mới có thể ra tay được. Mặt khác, ở cửa vào của Động Minh Đảo còn có cả những tu sĩ kết đăng kỳ của các tông môn khác, còn có cả những cao thủ kết đăng kỳ đỉnh phong như là Lư Thủ Tọa và gã thanh niên họ Phương, tất cả đều chứa đầy những biến số bất ngờ. Tần Tang không có dám hành động lỗ mãng. Cầm được bảo vật chỉ là phụ, sau khi mà đoạt đồ xong làm sao có thể thoát thân an toàn, đó mới là điều quan trọng nhất. Ánh mắt của Tần Tang lấp lóe không yên. Cùng lúc đó, đại trận thú dương phiên cuối cùng được đám đệ tử Hắc Xà Sơn bày bố xong xuôi. Những sợi tơ màu vàng ban đầu cũng đã biến mất. Thực ra chúng ngưng tụ thành một thanh tiểu kim đao tinh xảo nằm đối diện với dòng xoáy giữa đầm nước. Sau khi đám người áo đen thôi động thú dương phiên hoàn thành cái loại biến hóa như thế này, bọn họ dường như cũng đã cố gắng hết sức. Nhưng mà muốn phá vỡ cấm chế trong đầm nước, bọn hắn không thể không làm như thế. Tầng cấm chế này rất có thể do trưởng môn nhân của Lan Đấu Môn Lư Tiêu Dân tự tay mình hạ xuống. May mắn bọn họ đã đạt được ngọc phù, có thể dễ dàng một tầng cấm chế khác. Nếu không thì lấy thực lực của bọn hắn, cho dù có thể phá vỡ cũng cần hao phí một khoảng thời gian không nhỏ. Lúc đó động tĩnh lúc mà bọn hắn phá bỏ cấm chế sẽ kinh động đến tất cả tu sĩ trên Động Minh Đảo. Thú dương đao đánh! Giọng nói có tên nhị sư huynh khàn khàn, hắn quát khẽ một tiếng, kim đao khẽ rung lên, vang lên tiếng kim loại,
sau đó kim đao đột nhiên đâm sâu vào trong vòng xoáy. Tốc độ kim đao nhanh đến kinh người, nó như là một dệt kim quang lóe lên một cái, bay vào bên trong vòng xoáy. Khung cảnh yên tĩnh diễn ra chưa được bao lâu, từ sâu bên trong đầm nước bỗng nhiên vang lên một tiếng vang lớn, mặt đất xung quanh đột nhiên rung động kịch liệt. Một cột sáng gồm có hai đạo ánh sáng một vàng một trắng đang xen lẫn nhau phun lên trời. Nương theo cột sáng kinh thiên, từng đợt ba động ẩn chứa lực lượng hỗn loạn quét qua bốn phương tám hướng. Những cái cây ám lôi mọc xung quanh nhanh chóng đã bị cổ lực lượng này đánh thành bụi phấn. Không tốt, mau rút lui. Tên áo đen nhị sư huynh biến sắc, thu hồi lại thú dương phi của mình, sau đó ra lệnh cho những tên áo đen kia rút lui. Những người ở đây đều là những tu sĩ kết đăng kỳ, thần kinh bách chiến, không cần phải đợi nhị sư huynh của bọn hắn nhắc nhở, đều đã đồng loạt bay ngược ra. Cho dù là như thế, nhưng mà chúng vẫn còn phải chịu ảnh hưởng. Chương 1366, bệ đá quái dị. Sau một khoảng thời gian, mọi người đều cực kỳ chật vật vất vả, thậm chí có một số cây thú dương viên đều đã bị hư hại, có người bị chấn thương, sắc mặt trắng bệch, hò ra máu tươi. Thế nhưng những người này không vì vậy mà làm loạn trận cước của mình. Tần Tàng không thể tìm ra cơ hội xuất thủ, chỉ có thể thở dài trong lòng. Cũng may hắn kịp thời nhận ra điều gì đó không ổn. Ngay khoảnh khắc kim đao tiến vào phá tan cấm chế, hắn đã cảm thấy có sự nguy hiểm, cho nên lập tức lệnh cho Thiên Mục Điệp rời khỏi cái vùng đầm nước. Nếu không, cho dù Thiên Mục Điệp có năng lực ẩn núp mạnh hơn đi nữa, nhưng mà nếu bị Dư Ba quét trúng, chắc chắn nó sẽ bị bại lộ. Điểm nguy hiểm chính là cái cột sáng kia phun lên trời cao mười mấy trượng, sau đó tản ra như một cơn máu ánh sáng vậy, chấn động ngay lập tức truyền ra cả một tòa động minh đảo. Thần sắc của tên áo đen nhị sư huynh thâm trầm đến cực điểm, hắn thậm chí không kịp điều tức, thân ảnh lóe lên liên tục trở lại bên bờ của đầm nước. Thấy đầm nước bị đợt ba động lúc nãy đã chấn động đến mức xuất hiện một cái hố to. Dưới đáy hố to bất ngờ xuất hiện một dãy thang màu trắng nối thẳng xuống dưới lòng đất. Nhìn cái dãy bậc thang này, tên áo đen nhị sư huynh đổi giận thành vui, quay đầu phân phó những người còn lại một câu, sau đó vội vàng lướt vào chỗ của bậc thang. Những người khác đồng loạt lấy ra linh đan diệu dược, cưỡng chế thương thế của bản thân, sau đó một lần nữa tế khởi thú dương phiên. Lấy giác quan nhạy bén của những tu sĩ kết đăng kỳ, tuyệt đối nhận ra dị biến ở chỗ này. Có lẽ bọn họ đang trên đường đến đây. Nói không chừng chỉ sau một khắc đã xuất hiện trước mặt của bọn chúng rồi chứ. Quả nhiên, bọn họ vừa mới kịp điều chỉnh lại linh trận, đã thấy những tiếng xé gió truyền đến. Vài người đã bay đến ngọn cây xem xét. Ở phía xa chân trời xuất hiện những cái dịch độn quang đang phi tốc tới đây. Phía sau bọn họ còn có thêm khá nhiều tu sĩ. Có thể nói gần như là tất cả những tu sĩ kết đăng kỳ ở trên động minh đảo đều đã bị thu hút tới chỗ này. Bây giờ những tên đệ tử Hắc Xà Sơn chỉ hy vọng nhị sư huynh của bọn chúng có thể nhanh tay hơn một chút. Nếu không, hai bên khó tránh khỏi một trận ác chiến. Mọi người liếc nhau, ánh mắt hoài cũng trở nên cực kỳ lo lắng. Lúc này, người áo đen tiến vào bên trong dãy bậc thang, thời gian cấp bách, hắn không dám chậm trễ một chút nào, cố gắng lướt xuống phía dưới bằng tốc độ nhanh nhất. Cũng may, nơi này dường như không có cấm chế gì. Tên nhị sư huynh một đường thông suốt, cuối cùng đi tới lòng đất. Hắn vỗ vào một cái cánh cửa đá ngăn cản trước mặt của hắn. Cửa đá nặng nề một cách dị thường, bên trên có những ánh hào quang màu bạc lấp lóe. Chúng dường như là một con điện xà nhỏ bé đang bơi lội bên cánh cửa đá vậy. Cửa đá đã bị cấm chế phong tỏa, nhưng mà ngoại địch sắp tới, hắn không có thời gian phá cấm. Người áo đen hít sâu một hơi, tầm mắt quét qua tấm cửa đá một lần, suy nghĩ tìm tòi trong nhảy mắt. Sau đó hắn gãy gãy ngón tay liên tục, từng đạo phù văn kỳ dị lần lượt bay ra từ ngón tay của hắn, sau đó rơi vào trên cấm chế bên trên cửa đá. Phù văn hạ xuống vị trí nào đó cực kỳ phù hợp, dường như trong đó có chứa một loại quy luật nào đó. Đến khi mà đạo phù văn cuối cùng hạ xuống, cánh cửa đá đột nhiên bộc phát ra ngân quang chói mắt, sau đó cũng biến mất. Toàn bộ những con điện xà cũng đã biến mất, hoàn toàn biến thành một cánh cửa đá bình thường. Thần thái cực kỳ khẩn trương của tên nhị sư huynh cũng dần dần thả lỏng,
Trên mặt của hắn lộ vẻ mừng rỡ như điên. Hắn dùng sức đưa tay đẩy cánh cửa đá, chỉ nghe thấy két một tiếng đã tùy tiện mở ra. Sau một khắc, người áo đen a lên một tiếng, dỗ dàng thôi động chân nguyên bảo vệ hai mắt. Sau cánh cửa đá là một cái đại sảnh. Trong đại sảnh sáng chói dị thường, cực kỳ chói mắt. Nếu là phàm nhân ở đây, rất có thể sẽ bị ánh sáng làm cho mù mắt ngay lập tức, bởi vì bên trong những ánh sáng này có chứa cả lực lượng lôi đình. Ở ngay phía trung tâm của đại sảnh, trên mặt đất nơi đó có một cái hố đá hình tròn. Bên trong hố đá tích xúc một loại chất lỏng màu trắng bạc, nhưng nó lại tản ra một loại khí tức cực kỳ cuồng bạo, hẳn là lực lượng lưu đình đã được ngưng tụ tới cực điểm, sau đó ngưng kết mà thành một loại dung dịch. Nhìn thấy ao tràn ngập lôi dịch lóng lánh này, trên mặt của nhị sư huynh Hắc Xà Sơn ánh lên một vẻ sợ hãi. Nếu như lôi dịch trong cái ao này bộc phát mà chính bản thân của hắn đứng ở chỗ này, chẳng may không để ý, chắc chắn sẽ bị nổ cho tan xương nát thịt, hai cốt không còn. Cũng may, bốn phía của chiếc ao nhỏ này cùng với bốn phía trên tường của đại sảnh đã khắc họa vô số phù văn, nó đã hình thành một loại linh trận cực lớn, phong tỏa lôi dịch bên trong chiếc ao, ngăn cản bộc phát. Chỉ có một ít lực lượng lôi đình tràn ra phía ngoài trong khoảng thời gian dài mà thôi. Mà phía bên trên chiếc ao chứa đầy lôi dịch, có một bệ đá quái dị đang bay lơ lửng. Chương 1367, bệ đá cùng vết thương. Vách tường trong đại sảnh cực kỳ tạp nham, phù văn trực tiếp được khắc vào bên trên, bút pháp cứng cáp, thiết hoạch ngân cầu, lưu lại cái dấu vết của năm tháng. Bệ đá lơ lửng trên không trung, nhìn còn cổ hơn là cả đại sảnh này. Từ bên ngoài nhìn vào, đây chỉ là một bệ đá cổ, hình bán nguyệt cực kỳ bình thường, nhưng mà lại tản ra khí tức cực kỳ cổ điển, làm xúc động lòng người. Nhìn kiểu gì cũng không ra nó là đồ vật thuộc về thời đại này. Ở trên bệ đá là một mảnh quan tàn, không biết là do bị phá hư trong chiến loạn thời viễn cổ hay là do nguyên bản của nó đã là như thế. Bề ngoài của bệ đá phủ đầy những vết tích do bị công kích để lại, nhìn cực kỳ lộn xộn, căn bản không thể nhìn ra cái đồ án trên bệ đá cổ là gì. Trong đại sảnh, trừ linh trận, bệ đá cổ cùng ao lô dịch cũng không còn bất cứ đồ vật gì khác. Cái bệ đá nhìn bình thường như thế, vậy mà có thể lơ lửng giữa không trung mà không rơi. Nếu nhìn kỹ thì có thể phát hiện ra rằng đây không phải là lực lượng nguyên bản của bệ đá cổ phát ra, mà là lực lượng do linh trận trong đại sảnh hội tụ lại. Vị trí đặt bệ đá cổ cũng chính là vị trí đặt trận nhãn của linh trận. Trong ao lô dịch, sở dĩ có thể trở nên ôn hòa không có bạo phát, khả năng cao là do công lao của linh trận trong đại sảnh. Chẳng ai có thể nhìn ra bệ đá cổ kia có thể tạo được tác dụng gì. Linh trận và bệ đá cổ chắc chắn không phải là do một người mang đến, bởi vì cả hai thứ này thậm chí còn không phải là đồ vật chung một thời đại. Người lưu lại linh trận đã để bệ đá cổ chỗ này, thậm chí đặt ngay trong trận nhãn, chắc chắn là có thâm ý của bọn hắn. Người áo đen nhìn chầm chầm vào bệ đá, thứ mà lão tổ của Hắc Xà Sơn điểm danh muốn có nhất cũng chính là thứ này. Hắn thận trọng bước từng bước một thăm dò tình cảnh bên trong đại sảnh. Thấy trong đại sảnh không có dị dạng gì, thân ảnh của hắn lóe lên một cái, xuất hiện bên cạnh ao chứa đầy lô dịch kia. Cho dù cái ao chứa lô dịch không có biến hóa gì, nhưng mà khoảng cách của hắn với những lô dịch kia gần như vậy, điều này làm cho tên áo đen nhị sư huynh cảm thấy tê cả da đầu, mí mắt giật giật liên tục, hành động cực kỳ thận trọng. Thứ này chính là dị bảo sao? Nhìn thấy cái bệ đá cổ, trong lòng nhị sư huynh Quát Xà Sơn cảm thấy cực kỳ nghi hoặc. Bất kể hắn nhìn như thế nào, bệ đá không có bất kỳ điểm gì giống như một món pháp bảo. Hơn nữa, nó không có bất kỳ dấu hiệu nào thể hiện rằng nó quẩn hàm một lực lượng cường đại. Nhưng khí tức cổ lão mà bệ đá này phát ra làm cho tên nhị sư huynh cảm thấy cực kỳ rung động. Nhưng có thể tồn tại từ thời viễn cổ đến nay chắc chắn không phải là thứ đơn giản. Tình thế bên ngoài cực kỳ khẩn cấp, nhưng hình như cái tên nhị sư huynh này không hề có một chút nóng nảy vội vàng nào. Hắn không nóng lòng lấy cái bệ đá cổ đi, mà đầu tiên lấy ra một thanh phi kiếm, rót chân nguyên vào trong đó, sau đó nhẹ nhàng chém lên trên bệ đá cổ. Đinh một tiếng, âm thanh thanh thúy phát ra, phi kiếm bị bắn ngược ra bên ngoài.
bệ đá cực kỳ cứng rắn. Trên bệ đá có rất nhiều vết tích hư hại, nhìn mà kinh hãi. Nếu không phải ban đầu nó đã như vậy, xem ra cái thứ có thể đem bệ đá phá hư thành như thế này chắc chắn không phải là đao kiếm bình thường. Người áo đen quyết đoán thu hồi linh kiếm, thủ trưởng nhẹ nhàng đặt lên trên bệ đá cổ, bắt đầu thôi động chân nguyên trong cơ thể, sau đó rót vào bên trong bệ đá. Sau một khắc, bên ngoài bệ đá đột nhiên tỏa ra một dần sáng nhàn nhạt. Đại sảnh trở nên sáng rực quá mức, chỉ có thể thấy cái dần ánh sáng này mơ hồ, hư ảo, phiêu miểu, phản phất như là những ánh sao nhàn nhạt trên bầu trời. Cuối cùng, bệ đá cũng xảy ra dị biến. Tên áo đen nhị sư huynh dường như sớm đoán được điều này, cho nên hắn không có kích động lắm. Khi mà hắn tiếp tục thôi động linh lực, rót vào bên trong bệ đá, thì cũng chỉ thấy quang mang mà bệ đá cổ phát ra đậm hơn chút, cũng không có xảy ra biến hóa gì. Quả nhiên, cả hai vị đại cao thủ nguyên anh cảnh liên thủ với nhau, cũng không thể nhìn ra bí mật ở bên trong bệ đá cổ này, cho nên chỉ có thể coi chúng như là một trận nhãn và đồ vật phụ trợ cho việc tu luyện mà thôi. Đúng là ta không nên hy vọng xa vời có thể dùng nhân tộc mà thu hoạch được điều gì đó. Người áo đen đành phải thu hồi linh lực. Sau khi suy nghĩ một chút, đôi môi của hắn khẽ nhúc nhích, phát ra những âm tiết cổ quái. Sau đó hắn đưa tay phải ra, năm ngón tay mở ra. Trên cánh tay đột nhiên hiện lên một cái hình xăm cực kỳ quỷ dị. Đây hẳn là một loại thần văn của du tộc. Tên áo đen ngưng tụ một luồng ngân quang trong lòng bàn tay. Sau đó tên áo đen quát khẽ lên một tiếng, rồi cạch một tiếng công kích vào bên trên bệ đá cổ. Đây hẳn là một đạo thiểm điện. Sau khi hắn đánh trúng cái bệ đá cổ, đạo thiểm điện kia cũng không biến mất. Hơn nữa còn biến thành một cái lưới điện, sau đó bao vây lấy bệ đá. Dường như nó muốn từ từ len lỏi vào bên trong bệ đá, hoặc là dẫn động lực lượng đang ẩn núp sâu bên trong bệ đá. Chương 1368, Trận Kỳ. Đáng tiếc, mục đích của tên nhị sư huynh Quát Xà Sơn đã thất bại. Bệ đá vẫn kiên cố như lúc ban đầu, nó chỉ là lóe lên một dần ánh sáng nhạt hơn. Hơn nữa bởi vì thần gian của tên nhị sư huynh quá yếu ớt, cho nên dần sáng mờ nhạt đến mức mơ hồ, không thể nhìn thấy gì. Nhưng mà hắn vẫn không có nhục chí, bởi vì thần gian của du tộc lại bao hàm toàn diện, phong vũ lôi điện không phải là trường hợp đặc biệt gì. Truyền thừa của du tộc hẳn là một loại pháp môn chẳng kém gì so với pháp môn của nhân tộc, nhưng không biết vì sao, truyền thừa của du tộc dần dần bị đoạn tuyệt và biến mất như vậy. Người áo đen thôi động những cái loại thần văn khác, diễn biến ra đủ loại lực lượng, ngay cả cổ trùng hắn cũng đã dùng tới, nhưng mà vẫn không hề có tác dụng gì đối với bệ đá cổ kia. Sau cùng, người áo đen cũng đã hết cách, chỉ có thể từ bỏ mà thôi. Thảo nào, sư tôn lại gọi nó là dị bảo mà cũng không phải là pháp bảo. Bí mật ẩn chứa bên trong cái bệ đá cổ này, xem ra chỉ có sư tôn hoặc là các vị tiền bối nguyên anh cảnh khác trong du tộc mới có thể tìm tòi phá giải được. Tên nhị sư huynh áo đen lẩm bẩm một mình, sau đó thay đổi khí tức, thu hồi toàn bộ thần văn. Hắn lại nhớ di ngôn của lão tổ nguyên anh cảnh mà những tên phản đồ đấu ngưu phong đã đạt được. Chân nguyên xuất hiện thêm một lần nữa rồi chia làm mấy đạo, sau đó chui vào trong linh trận. Phù văn bên trong linh trận lấp lóe, người áo đen nhân cơ hội giương tay, nhanh như chớp bắt lấy cái bệ đá cổ, dùng sức nhấc một cái, sau đó thành công lấy được bệ đá cổ ra ngoài. Sắc mặt người áo đen trở nên vui mừng. Hắn trực tiếp thu bệ đá cổ vào trong túi giới tử. Ánh mắt của hắn liếc nhìn một tia dị biến của Lô Dịch trong cái ao nhỏ kia. Lô Dịch trong ao nhỏ kia bình thường rất tĩnh lặng, không biết gì sao bây giờ xuất hiện từng đạo gần sóng. Khí tức mà Lô Dịch tỏa ra càng ngày càng cuồng bạo. Lực lượng lôi đình đang du đảng bên trong đại sảnh vì thế mà bị ảnh hưởng. Hiển nhiên bệ cổ đá này có tác dụng cực kỳ quan trọng đối với linh trận. Nếu ai đó lấy bệ đá, linh trận trở nên cực kỳ bất ổn. Phù văn bên trong linh trận đồng loạt sáng lên, tỏa ra quang mang lấp lánh rực rỡ. Nhưng mà sự khí thế như là muốn bộc phát Lô Dịch trong cái ao kia, căn bản không ai có thể ngăn cản. Nếu như là một cái ao tràn ngập Lô Dịch, một khi nó bộc phát, cho dù là toàn bộ hòn đảo Đông Minh này không thể may mắn thoát nạn rồi. Cho nên
dù nơi đây chỉ có một lớp lô dịch cực kỳ mỏng manh, nhưng mà nó vẫn làm cho tên áo đen này cảm thấy kinh hãi không thôi, không có dám dừng lại một phút giây nào. Tên áo đen điểm nhẹ chân một cái, sau đó phi tốc bay ra khỏi đại sảnh dưới lòng đất. Bên ngoài lôi quật, các đại tông môn ở trên lan đấu đảo đã bị chấn động khi mà đám người áo đen kia quỷ diệt cấm chế, gây chú ý. Đồng loạt chạy tới, kinh ngạc phát hiện, trên đảo bỗng nhiên xuất hiện một đám tu sĩ du tộc cực kỳ lạ lẫm. Lần này, bọn họ gần như đã hiểu ra vấn đề. Ba tên đệ tử đấu ngưu phong kia chắc chắn có điều gì đó mờ ám, mà bọn họ đã bị đối phương tính kế đùa bỡn trong lòng bàn tay, đã bị người ta lợi dụng để thâm nhập vào động Minh Đảo. Cút về! Sau khi mà đám đệ tử Hắc Xà Sơn xây dựng đại trận, thú dương viên dùng lên, những cái sợi tơ kim sắc phá không lao ra, lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới hai tu sĩ của nhân tộc. Hai người kia cảm giác được uy lực kinh người, những cái sợi tơ kim sắc kia sắc mặt đã trở nên đại biến, ngay lập tức thôi động pháp bảo ngăn cản, nhưng mà vẫn không địch lại. Sợi tơ kim sắc cắn nuốt công kích của bọn họ, nhưng khí thế vẫn hùng hổ như cũ. Hai người cảm thấy kinh hãi, thân ảnh lập tức dừng lại, nhanh chóng lui lại phía sau. Vừa đối mặt đã bị đánh chạy về, nhìn cực kỳ chật vật. Cũng may những tu sĩ khác cũng đã kịp thời chạy tới. Đây chẳng phải là đại trận thú dương phiên lừng danh của du tộc sao? Tất cả mọi người ở đây, hạng người thân kinh bách chiến, tu lịch lão luyện, có người ngay lập tức đã nhận ra thú dương phiên, hít sâu một hơi. Luyện chế những cây cờ rất khó, cực kỳ phức tạp. Những tông môn của thú dương phiên ắt hẳn là những tông môn đỉnh cấp của du tộc. Lai lịch của đám người du tộc này không hề đơn giản. Thú dương phiên không được đầy đủ, mọi người không cần phải lo lắng. Nếu đã có gan tiến vào phá hoại động Minh Đảo, không được phép thả ra bất kỳ một tên nào. Những tu sĩ nhân tộc có tu vi cao nhất ở đây nhanh chóng an bài, mọi người cấp tốc thay đổi trận hình phản công tu sĩ của du tộc. Tu sĩ nhân tộc chiếm ưu thế về số lượng, đám tu sĩ du tộc Hắc Xà Sơn cho dù có dựa vào đại trận thú dương phiên, đoán chừng không thể kiên trì được quá lâu. Đúng lúc bọn hắn đang lo lắng sốt ruột, tên áo đen nhị sư huynh cuối cùng cũng đã ra khỏi lôi quật. Nhìn tình cảnh ở bên ngoài, hắn dùng tay lên ra lệnh. Dứt lời, tên áo đen nhị sư huynh đã dẫn đầu bỏ chạy. Tu sĩ du tộc nghe vậy đại hỷ, thôi động thú dương phiên yểm hộ bản thân, nhanh chóng lao về phương hướng của trận kỳ. Chương 1369, cường sát. Đó là cái gì? Một tu sĩ kết đăng kỳ của nhân tộc chỉ về phía mặt đất rồi hô to. Mọi người chú ý đến thềm đá dưới đáy hồ. Rõ ràng cái thềm đá này đã được xây dựng từ rất lâu trước đó rồi, chứ không phải bây giờ mới được xây dựng. Bọn họ và Lan Đấu Môn cùng tồn tại trên Lan Đấu Đảo, thậm chí Động Minh Đảo cũng là do tổ tiên của bọn họ và tổ tiên của Lan Đấu Môn cùng nhau phát hiện ra. Thế nhưng không ai biết rằng trên Động Minh Đảo còn ẩn giấu một bí mật khác. Đám người du tộc kia cuối cùng đã lấy đi cái thứ gì? Mọi người liếc nhau không hẹn đồng thanh quát lên, đuổi theo. Hai bên truy đuổi nhau trong rừng, kiếm quang đao khí lúc lên lúc xuống liên tục không ngừng nghỉ, thế tấn công gấp gáp như là gió táp mưa sa, nhưng mà cuối cùng đã bị thú dương phiên của đám đệ tử Hắc Xà Sơn ngăn cản lại. Rất nhanh, mọi người đã cùng nhau xuyên qua ám lôi mộc lâm. Tu sĩ du tộc thấy trận vẫn bình thường, tâm thần thả lỏng hơn một chút. Đồng thời tu sĩ kết đăng cảnh của nhân tộc cũng nhìn thấy trận kỳ do đám tu sĩ du tộc bày ra ở biên giới đại trận và những khói đen đậm đặc. Không tốt, bọn chúng chính là từ nơi đó mà xâm nhập vào, đám người đó muốn chạy trốn, mau ngăn bọn chúng lại. Có người chỉ về những cái tên áo đen của Hắc Xà Sơn, sau đó gấp giọng hô to. Nhưng phía trước mặt của đám tu sĩ kết đăng kỳ của nhân tộc còn bị ngăn cản bởi đám đệ tử áo đen Hắc Xà Sơn và thú dương phiên, đại trận trong tay của chúng, cho nên không có khả năng hủy đi trận kỳ, ngăn cản đám người áo đen. Tên áo đen nhị sư huynh quay đầu nhìn lại, sau đó cười lạnh một tiếng. Trận kỳ đã gần trong gang tấc, chỉ cần bọn chúng đi vào, sau đó rời đi, thông qua thông đạo khói đen đang mòn ra, rồi thu hồi trận kỳ ở bên ngoài, làm gãy mất thông đạo, là bọn chúng có thể dễ dàng thoát khỏi sự truy kích của đám tu sĩ kết đăng kỳ nhân tộc ở trên động Minh Đảo.
những người này bị dụ tới đây có lẽ chẳng phải là việc xấu gì, thu hút sự chú ý của bọn chúng càng làm cho đại sư huynh của bọn chúng dễ thoát thân hơn. Chờ những người kia đuổi ra ngoài bằng lối vào của động minh đảo, có lẽ bọn chúng đã sớm bỏ trốn mất dạng rồi. Lần này bọn họ cũng chỉ bại lộ duy nhất là thú dương phiên đại trận mà thôi. Thế nhưng số tông môn có thể sử dụng thú dương phiên đại trận trong du tộc cũng không ít. Dù là lang đấu môn có muốn điều tra, khó mà điều tra kết quả gì. Trong lòng của tên nhị sư huynh áo đen đang thầm mưu tính hành động tiếp theo. Hắn cảm thấy thắng lợi đã nắm chắc trong lòng bàn tay. Thân ảnh nhanh chóng hạ xuống, trực tiếp phóng tới trận kỳ. Đúng lúc này đột nhiên có sự việc bất ngờ xảy ra. Từ một góc bình ám lôi mộc cực kỳ bình thường bên cạnh trận kỳ, một đạo kiếm mang rực rỡ cực điểm bỗng nhiên không biết từ đâu mà ra công kích bọn họ. Sau khi cái cây này khẽ rung lên một chút, đột nhiên tách ra làm hai nửa, ngã lên trên mặt đất. Đạo kiếm mang kia phóng tới cái tên nhị sư huynh với tốc độ kinh người, giống như là đoạt mệnh diêm la, mang đến khí tức tử vong cho tên áo đen. Tên nhị sư huynh áo đen không ngờ rằng xảy ra một tình huống như vậy. Hắn vừa sợ vừa giận. Hắn trăm ngàn lần không có nghĩ tới rằng có người sớm tìm phục ở đây. Hơn nữa còn không một ai trong số bọn chúng phát giác ra người đó. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp phía sau. Trong đầu của tên nhị sư huynh bỗng nảy sinh ra ý tưởng này. Nhưng mà hắn nghĩ như thế nào cũng không hiểu nổi. Kế hoạch bọn hắn vạch ra hoàn mỹ như vậy, mọi hành động diễn ra thuận lợi như vậy. Đến cuối cùng, bọn họ tính toán thiếu sót chỗ nào chứ? Nhưng dù cho băn khoăn như vậy, tên nhị sư huynh cũng biết đây không phải là thời điểm thích hợp để cho hắn suy nghĩ. Sư huynh, cẩn thận! Ở phía sau lưng truyền đến giọng nói thản thốt từ những sư đệ của hắn. Tên nhị sư huynh dù gì cũng là người thân kinh bách chiến. Mặc dù trong lòng cảm thấy cực kỳ kinh sợ, nhưng mà hắn không có tỏ ra bối rối chút nào. Hắn nhanh chóng một bên bấm niệm quyết, một bên lại há mồm phun ra một đạo lưu quang màu xanh lam. Bên trong lưu quang là một cái lệnh tiễn được bao bọc. Lệnh tiễn kêu vút lên một cái, trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, ngăn cản kiếm quang ở phía trước đang công kích tới. Nhưng mà tên áo đen dị sư huynh không ngờ rằng đạo kiếm mang kia lắc một cái, sau đó phân hóa thành một đạo kiếm quang sáng ngời. Mỗi một đạo kiếm quang đều cực kỳ sắc bén, hơn nữa không phân biệt đâu là giả, đâu là thật. Nó dễ dàng vượt qua lệnh tiễn, nhanh chóng bắn về phía tên áo đen nhị sư huynh. Kiếm quang phân hóa, tên nhị sư huynh này tỏ ra rất là giận dữ, sống lưng của hắn trở nên cực kỳ căng thẳng, đáy lòng sinh ra cảm giác rùng rợn. Có thể tham ngộ ra kiếm quang phân hóa, không cần nói tên áo đen nhị sư huynh biết người tấn công mình chính là một vị kiếm tu nhân tộc cực kỳ kiệt xuất. Đây chính là kẻ địch cường đại nhất mà hắn từng phải đối đầu. Nhưng mà tên nhị sư huynh này gặp nguy không loạn, tâm thần khẽ động. Một con cổ trùng từ trong người của hắn bay ra. Thì ra con cổ trùng có hình dạng con chuồn chuồn trước đó chính là bản mệnh cổ trùng của hắn. Cổ trùng vừa mới xuất hiện, sắc mặt của tên nhị sư huynh trở nên trắng nhợt, sau đó phun ra một ngụm tinh huyết lên trên thân thể của bản mệnh cổ trùng của hắn. Chương 1370 Thiên Mục Điệp. Cổ trùng phát ra một tiếng rít dù dù, huyết quang lấp lóe ở bên ngoài cơ thể. Ngay sau đó, quyển hóa thành một hư ảo cao gấp đôi hình người bình thường, che chở hoàn toàn cho người áo đen ở phía sau. Cùng lúc đó, thân hình của tên nhị sư huynh bay ngược lại, trong lòng quán cũng rất rõ ràng. Chỉ cần là bản mệnh cổ trùng của hắn có thể ngăn cản được đối phương, để cho mình có cơ hội rút lui vào bên trong thú dương phiên đại trận. Người này tuyệt đối không thể nào làm tổn thương mình được nữa. Chỉ là nếu làm như vậy, bản mệnh cổ trùng của hắn chắc chắn sẽ bị thương, thậm chí có khả năng gặp trọng thương. Vốn dĩ nếu như hắn dùng tinh huyết cưỡng ép thôi động tiềm lực của bản mệnh trùng cổ, nếu như còn bị trọng thương nữa, chỉ sợ hắn phải tốn mấy chục năm thời gian để ôn dưỡng, bản mệnh cổ trùng mới có thể hoàn toàn hồi phục. Nhưng mà nếu so sánh với cái mạng nhỏ của mình, những việc này không quan trọng nữa. Nếu để giữ được tính mạng, cho dù hắn có phải hy sinh bản mệnh cổ trùng, hắn cũng sẽ làm. Ngay khi hắn cảm thấy những cái đạo kiếm quang kia đã bị trùng ảnh ngăn cản, sau một khắc, điều làm cho mọi người cảm thấy khó tin đã xuất hiện, một đạo lam quang đột ngột hiện ra. Hơn nữa, nó còn mang theo một tốc độ cực kỳ kinh người.
tuy phát sau mà đến trước, vượt qua kiếm quang trực tiếp công kích tới trùng ảnh. Đây chính là tinh loa của Tần Tàng. Không đợi đến lúc tên nhị sư huynh kia kịp thời phản ứng, bên trong trùng ảnh truyền ra một tiếng phốc. Trùng ảnh to lớn tan dở tại chỗ, mà bản mệnh cổ trùng của hắn khó thoát khỏi tai kiếp này, ngay lập tức chết dưới sự công kích của tinh loa. Chỉ còn lưu lại có một đoàn huyết vụ, một chút cặn bã cũng chẳng còn. Bản mệnh trùng cổ đã chết mất. Tên nhị sư huynh cảm thấy là nguyên thần của hắn đau đớn kịch liệt, làm cho hắn không khỏi kêu thảm lên một tiếng, sắc mặt trở nên trắng bệch. Bản mệnh cổ trùng liên kết với tâm thần của chủ nhân, một khi mà cổ trùng bỏ mình, chủ nhân của nó sẽ nhận trọng thương. Là ngươi! Người áo đen chỉ về phía thân ảnh ở bên cạnh trận kỳ, hắn tức muốn rách cả mí mắt. Hắn nhận ra cái bảo vật này, ngày đó chính là thứ bảo vật này ra tài một kích, tuyệt sát tứ sư đệ của hắn. Không ngờ hôm nay hắn cũng bị bảo vật này ám toán một lần nữa. Chính là ta! Tần Tàng cười lạnh, tinh loa giết chết cổ trùng, sau đó song hành với kiếm quang hoành áp tới tên nhị sư huynh của Hắc Xà Sơn. Tên nhị sư huynh cũng không phải là một kẻ ngớ ngẩn, dưới tình huống như thế hắn cũng không có khoanh tay chịu chết, mà vẫn đang dãy dụa cầu sinh. Chỉ thấy thân ảnh của hắn bắn ngược ra với tốc độ cực cao, đầu tóc rối tung giống như một kẻ điên loạn, miệng lẩm bẩm niệm pháp chú, dường như là hắn đang thi triển một loại đạo thuật thần bí nào đó bảo vệ mạng sống. Lúc này dị biến lại tiếp tục phát sinh. Thân ảnh của tên nhị sư huynh đang muốn đi qua một góc ám lôi mộc, một con bươm bướm cực kỳ mỹ lệ đã hiện thân, hai cánh dang rộng ra, vô số đạo thiểm điện cực kỳ tinh tế, hơn nữa còn mang theo một quy lực bất phàm cuồng xạ ra. Mục tiêu chính là hậu tâm của tên áo đen nhị sư huynh. Thiên Mục Điệp mặc dù là nhỏ yếu, nhưng mà dẫu sao nó là linh trùng đệ tam biến, dưới sự công kích toàn lực của nó, cho dù mạnh như là tên nhị sư huynh của Hắc Xà Sơn, không dám đưa thân ra đón đỡ. Tên áo đen rơi vào bố cục tất sát của Tần Tàng. Hắn đã sử dụng toàn bộ tinh lực ứng đối với sự tập kích của Tần Tàng, thậm chí dùng cả cấm thuật để cầu một con đường sống. Nhưng hắn đâu có thể ngờ tới sau lưng quán còn có một tầng phục kích nữa. Huống hồ, ai có thể nghĩ đến con bướm bướm này có khả năng tiềm ẩn kinh khủng như vậy. Nó vẫn luôn đi theo phía sau của bọn họ, nhưng mà không hề ai phát hiện ra, vào thời khắc sinh tử bồi cho bọn hắn thêm một kích chí mạng. Hộ thể linh quan của tên nhị sư huynh đã bị những đạo thiểm điện mạnh mẽ xuyên thủng, thân ảnh của hắn cứng đờ, sau một khắc hắn đã bị tinh loa xuyên thủng thân thể, mất mạng tại chỗ. Người áo đen ra sức quay đầu, hắn muốn nhìn xem cuối cùng kẻ sát hại mình là ai. Hắn muốn nhìn xem cuối cùng kẻ đã sát hại hắn là ai, nhưng mà hắn chỉ thấy bóng dáng một con bươm bướm mà thôi. Thiên Mục Điệp, không đúng, nó không phải là Thiên Mục Điệp, nó không giống. Đây cũng là suy nghĩ cuối cùng khoáng thôi. Thiên Mục Điệp nhanh chóng chớp cánh, xẹt qua bên hông của tên nhị sư huynh Hắc Xà Sơn, cướp lấy túi giới tự của hắn, sau đó nhào vào trong ngực của Tần Tàng. Cuối cùng, nó đã trông thấy chủ nhân thật sự của mình, cho nên nó đã cảm thấy cực kỳ vui mừng, muốn nhảy múa một phen. Mà lúc này, sư đệ áo đen kia cũng đang mau chóng chạy tới nơi này cứu viện. Khoảng cách giữa bọn hắn thực ra rất gần, nhưng mà Tần Tàng ra tay quyết đoán, hắn chủ động với quy thế xét đánh ngang tay, phân thắng bại chỉ trong chốc lát. Cũng phân sinh tử với tên nhị sư huynh của Hắc Xà Sơn, căn bản không cho bọn chúng có cơ hội cứu viện. Tần Tàng trấn an Thiên Mục Điệp đang tỏ ra kích động, sau đó đưa tay thu hồi tinh loa. Tiếp đó, thôi động Ô Mộc Kiếm chém ra một đạo kiếm khí mạnh mẽ về phía trước, dưới ánh mắt kinh sợ của mọi người, rút lui về phía trận kỳ. Sau đó Tần Tàng điểm nhẹ chân một cái, rồi quay người tiến vào thông đạo do khói đen tạo ra. Chương 1371, ngăn đường lui. Tần Tàng tiến vào thông đạo, liền phi tốc xông ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn chưởng hóa ma phiên tế ra cửu ưu ma quả. Hỗn nguyên đồng tâm hoàng xoay quanh bay ra, đem sông đầu hóng phóng ra ngoài. Hắc Xà Sơn khẳng định tại ngoài đảo có lưu nhân thủ, bởi vì không có rõ ràng bên ngoài có bao nhiêu người. Tần Tàng không dám chút thả lỏng, nếu không thể mau sớm giải quyết địch thủ, chính mình trước tiên là sẽ bị dây công. Thế cục mặc dù hỗn loạn,
Nhưng mà mình dưới con mắt của mọi người cường sát người áo đen cướp đi bảo vật đã là mục đích truy sát của bọn chúng. Hắc Xà Sơn cùng Lang Đấu Đảo tu sĩ chỉ cần không có ngốc, hai bên chắc chắn hiểu ngầm dừng tay trước liên thủ dây giết chính mình tranh đoạt lại bảo vật. Rốt cuộc bảo vật là của Lang Đấu Môn, những tu sĩ kia cùng Hắc Xà Sơn không có thù oán. Nghĩ đến đây, Tần Tang mệnh lệnh Sông Đào Hống chuẩn bị kỹ càng, nó mới lĩnh ngộ thanh ảnh thần thông. Sông Đào Hống gầm nhẹ, trong tiếng hô có một chút không tình nguyện. Nó cái này môn thần thông không có hoàn toàn hiểu thấu đáo, mỗi lần sử dụng đều làm cho chính mình suy yếu một trận. Nhưng mà Tần Tang nghiêm khắc dùng ánh mắt, Sông Đào Hống chỉ có thể khuất phục. Thông đạo này không hề dài, thế nhưng trận kỳ tạo ra khói đen ăn mòn cái làn sương mù do đại trận hộ đạo tạo ra. Lực lượng của hai bên linh trận đè ép vào bên trong, tạo ra một loại lực ép kinh người. Cũng may là Tần Tang và Sông Đào Hống hợp sức với nhau xông ra ngoài, thành công đột phá sự dây khốn. Tuy rằng không thấy những cái làn khói đen giảm bớt, nhưng mà Tần Tang cảm thấy áp lực quanh người đã biến mất. Ngay sau đó, bên ngoài nói với vẻ cực kỳ mừng rỡ, là nhị sư huynh sao, thứ đồ vật kia cướp được rồi có phải không vậy? Giọng nói này cực kỳ lạ lẫm, kết hợp với những điều mà hắn nói, Tần Tang ngay lập tức nhận ra đây là một trong những tên đệ tử của đám người Hắc Xà Sơn lưu bên ngoài canh phòng. Người đang chờ bên ngoài là một tên lùng, hắn chính là tên đệ tử xếp thứ 10 trong hàng ngũ đệ tử của Hắc Xà Sơn. Hắn bị mọi người lưu bên ngoài canh gác, đồng thời duy trì trận kỳ và thông đạo. Hắn còn tưởng rằng nhị sư huynh của hắn đã cướp được cái thứ mà chúng cần, thành công thoát ra bên ngoài, hắn tự nhiên vui vẻ vạn phần. Sau một khắc, khối đen bốc lên ngùn ngụt từ bên trong, có hai thân ảnh, một cao một thấp, đồng loạt xông ra. Đó chính là Tần Tang và Sông Đào Hống. Nét vui vẻ trên mặt của tên người lùn đột nhiên ngưng lại, hắn quát lên, ngươi là ai? Tần Tang quét mắt nhìn qua, hắn phát hiện bên ngoài chỉ có hai người, một người trong số đó chỉ là tên phản đồ Triệu Tùng Tiều, có cảnh giới luyện khí kỳ. Nhất thời tâm trạng của Tần Tang nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hắn không do dự một chút nào, lệnh cho Sông Đầu Hống động thủ. Sông Đầu Hống hơi khom người về phía trước một chút, thân thể của nó đột nhiên lắc một cái, một đạo thanh ảnh nhất kỳ ly thể mà ra. Tên người lùn kia cảm thấy kinh sợ khác thường, do hắn nghĩ rằng lấy thực lực của nhị sư huynh nhạc của bọn hắn, hơn nữa còn có cả thú dương phiên, cho dù có thất bại trong việc trộm đi bảo vật, cũng không có khả năng dẫn đến việc toàn quân bị diệt. Bảo vật cũng đã bị người vừa bước ra từ trong thông đạo đoạt đi mất. Hắn luôn duy trì cái trận kỳ này, hoàn toàn không hề có một chút đề phòng nào với tình huống bất ngờ như thế. Lúc này, hắn ý thức được cái tình huống hiện tại có gì đó sai sai, nhưng mà cũng chỉ có thể làm ra phản ứng bản năng. Phía trước phần ngực và bụng của tên người lùn đột nhiên xuất hiện một cái dòng xoáy. Trong lúc mơ hồ, một đạo trùng ảnh hình dáng như là một con bọ cánh cứng chui ra, đồng thời thân ảnh của hắn nhanh chóng thổi lùi. Nhưng vốn tu vi của bản thân tên lùn này đã không bằng Sông Đào Hống, và lại sự kháng cự của hắn cũng chỉ là phản ứng theo bản năng thôi. Sông Đào Hống tung ra thần thông mạnh nhất của mình, kết quả không cần nghĩ cũng biết. Cổ trùng còn chưa đi ra, thanh ảnh Sông Đào Hống tạo ra đã tới trước mắt của tên người lùn trong chớp mắt. Cuồng phong đập vào mặt, thanh ảnh nhanh chóng một cách lạ thường. Tên người lùn bắt đầu lâm vào khủng hoảng, hắn cảm giác thân thể của hắn bị một cổ lực lượng kỳ quái nào đó phong tỏa, không thể nào mà điều khiển được. Điên cuồng, giãy giụa, không hề có kết quả. Âm một tiếng, hắn đã bị thanh ảnh thần thông va chạm vào cơ thể, hộ thể linh quan dễ dàng bị nó xé nát như trở bàn tay. Thanh ảnh trong chớp mắt xuyên qua thân thể của tên người lùn, xuất hiện sau lưng của hắn, thuận tiện chụp chết Triệu Tùng Tiều ngay tại chỗ, rồi mới dần dần tiêu tán trong không khí. Trước ngực cái tên người lùn xuất hiện một cái động lớn, sinh cơ dần dần tiêu tán, hai mắt hắn trở nên vô thần, ngã quỵ xuống, chết đến không thể nào chết lại. Sông Đầu Hống thè cái đầu lưỡi ra ngoài, há mồm thở dốc, ra vẻ như nó đã mệt mỏi rã rời rồi. Không tệ, Tần Tang khen ngợi Sông Đào Hống một câu, lần này Sông Đào Hống vận dụng thần thông tru sát tên người lùn. Tuy có vẻ như giết gà, dùng đao mổ trâu, nhưng mà dưới tình huống cấp bách này, hắn thấy dùng cách nào nhanh chóng giải quyết đối thủ nhất mới là tốt nhất.
Chương 1372, tiếng kêu thảm thiết. Sông Đào Hống lườm hắn một cái, sau đó tự mình trở về Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàng để nghỉ ngơi. Tần Tàng dạch ngón tay một cái, hắn không quên vớt cái túi giới tử bên trên người của người lùn kia trở về. Sau đó đảo mắt nhìn xung quanh một lần, quan sát những cây cờ đen kia đang bày bố xung quanh. Tên người lùn đã chết, không có ai sử dụng linh lực duy trì trận kỳ. Do đó, những cây cờ đen đã bắt đầu trở nên bất ổn, nhưng mà trận kỳ được bố trí ở phía sau cũng không có sụp đổ ngay lập tức. Đồng thời, Tần Tàng cảm giác được phía sau thông đạo truyền ra tiếng ba động kịch liệt. Hiển nhiên là có người muốn xông ra từ thông đạo. Tần Tàng quay đầu nhìn thoáng qua một cái, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Những tên đệ tử của Hắc Xà Sơn này muốn dùng hắn làm mồi nhử, bẫy hắn một lần, mặc dù hắn không bị làm sao, thậm chí còn giết ngược tứ đệ tử của Hắc Xà Sơn, nhưng mà hắn đương nhiên không hề lưu tình khi mà ra tay với những đám đệ tử Hắc Xà Sơn này, trực tiếp cắt đứt đường lui của đám người này là được rồi. Tần Tàng quá trưởng thành trảo đánh úp ra, chân nguyên bùng nổ công kích về phía những cây cờ đen kia. Hắn muốn lấy đi những cây cờ đen này, không ngờ cờ đen rung động nhẹ một cái, sau đó nó đánh tan chân khí chi trảo mà Tần Tàng công kích tới. Cờ đen đã là vật vô chủ nhưng mà vẫn tự thành trận pháp. Tần Tàng cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng mà hắn chợt nhận ra trận kỳ ở bên trong và bên ngoài có lẽ liên kết với nhau, cho dù không có chủ nhân nhưng mà nó vẫn có thể tự động vận hành. Chỉ có người hiểu được cách thao túng những cây cờ đen kia mới có thể lấy bọn chúng đi, hoặc là chờ khi mà trận kỳ bị đại trận của Động Minh Đạo áp chế không chống đỡ nổi nữa mà tự sụp đổ, Tần Tàng mới có thể đoạt được nó. Tình thế rất khẩn cấp, Tần Tàng không có thời gian để mà đi nghiên cứu trận pháp, đành phải ra tay quỷ đi chúng. Tần Tàng dương nhẹ thủ trưởng lên, cửu ưu ma quả được ngưng tụ thành một đoàn, sau đó lao thẳng về phía những cây cờ đen. Trận kỳ đã bị đại trận của Động Minh Đạo áp chế, bản thể những cây cờ đen này bị cửu ưu ma quả đốt cháy, chỉ giữ vững được trong chốc lát, sau đó mặt cờ cũng đã bị cửu ưu đốt thành tro tàn. Công việc sau cùng thoải mái hơn, cờ đen bị quỷ liền một mạch, khói đen càng lúc càng trở nên mong manh, xương trắng từ bốn phía đè ép vào bên trong, thông đạo càng ngày càng trở nên chật hẹp. Đúng lúc này, Tần Tàng đột nhiên nghe được tiếng phẫn nộ rít gào, sau đó hắn cảm thấy một trận ba động cực kỳ đáng sợ, trong lòng của Tần Tàng thầm cảm thấy giật mình. Hắn quay đầu nhìn lại, ở phía trước có một đạo huyết khí bay tới nơi này. Bên trong đám huyết khí có hai đầu huyết dao đang bơi lượn xung quanh thân thể của một người. Tuy rằng Tần Tàng không có thấy rõ gương mặt người đó, thế nhưng Tần Tàng vẫn có thể cảm ứng được có hai đạo ánh mắt lạnh lùng hung lệ đến cực điểm, như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy. Ánh mắt đó khiến cho Tần Tàng phải cảm thấy ớn lạnh. Là hắn. Tần Tàng lập tức hiểu ra cái người đang được huyết khí bao phủ kia chính là thanh niên họ Phương, đồng thời cũng là tên đại đệ tử của Hắc Xà Sơn. Đáng sợ nhất chính là hai cái đầu huyết dao kia. Chúng nó không biết được tạo thành bởi cái gì mà khí tức của chúng cực kỳ mạnh mẽ. Hắn nhớ lại những cái sự tình đã xảy ra, kết hợp với lai lịch của gã thanh niên họ Phương, Tần Tàng dường như đoán được lai lịch của hai đầu huyết dao này. Chúng có thể được tạo thành từ một loại côn trùng có tiếng tăm lừng lẫy, đó chính là huyết thi trùng. Tam biến huyết thi trùng, hơn nữa còn có tận hai con. Hắc Xà Sơn quả nhiên có nội tình rất là thâm hậu. Gã thanh niên họ Phương có thể dây khốn năm vị cao thủ kết đăng cảnh của Lan Đấu Môn lâu như thế, ắt hẳn là do công lao của hai đầu huyết dao này. Phía sau của đám huyết khí còn có một đạo độn quang đang mau chóng đuổi theo. Từ khí tức mà suy đoán có lẽ chính là Lư Thủ Tọa. Lư Thủ Tọa dù sao cũng là cao thủ kết đăng kỳ cảnh phong, không những có thể kháng trụ lực lượng của đám huyết khí kia mà còn có dư lực lượng để phản kích. Nhưng có điều tốc độ Lư Thủ Tọa có vẻ như thấp hơn tốc độ của hai con huyết dao mà gã thanh niên họ Phương điều khiển, cho nên hắn mới bị rơi vào phía sau. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tần Tàng thầm kêu một tiếng không tốt. Ngay cả Lư Thủ Tọa cũng đã bị hai con huyết dao này dây khốn lâu như thế mới có thể thoát thân. Nếu như hắn bị gã thanh niên họ Phương cầm chân, kết cục hắn sẽ rất bất ngờ. Sắc mặt của Tần Tàng trầm xuống, hắn không có dám chần chờ lưu lại nữa, toàn lực thôi động cửu u ma quả, mạnh mẽ công kích về những cây cờ màu đen còn lại.
đồng thời thôi động ô một kiếm, hướng về phía lối ra của thông đạo chém một kích cực mạnh. Sau đó, hắn kích phát cửu long thiên điển phù và những cái loại bảo vật đào mệnh khác. Hắn không có quay đầu lại, trong chớp mắt biến mất về phía chân trời. Gã thanh niên họ Phương điều động hai giao long, tốc độ không có kém cỏi, hắn cũng không có rõ ràng tình hình hiện tại chỗ lắm. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy cảnh tượng thành tan, quỷ đi những cây cờ đen, hắn dường như nhận ra cái tình hình hiện tại có vẻ không ổn cho lắm. Đi tới lối ra của thông đạo, gã thanh niên họ Phương đang muốn tiếp tục đuổi theo tàn tan, thì hắn nghe thấy trong thông đạo truyền ra những cái tiếng kêu thảm thiết, chính là giọng nói của sư đệ hắn. Chương 1373, mây đen. Thông đạo bởi vì đã mất đi khởi nguồn của đám khói đen, cho nên không thể nào mà chống đỡ nổi nữa, dần dần thu nhỏ lại với tốc độ cực nhanh. Chờ đến khi thông đạo đóng lại hoàn toàn, đám đệ tử của Hắc Xà Sơn ở bên trong động Minh Đảo chắp cánh cũng khó thoát. Cho dù không có chết ở trong linh trận, chắc chắn cũng sẽ bị người của Lan Đấu Môn và các tông môn khác bắt được. Trước mặt gã thanh niên họ Phương có hai nan đề rất khó lựa chọn, mà lại hắn dường như không biết một chút gì về những cái sự việc xảy ra trong khoảng thời gian này. Hắn không hiểu tại sao người bí ẩn kia ở đây phá hư trận pháp của mình, không biết hắn còn làm những cái gì nữa. Một đám sư đệ của hắn đã bị nhốt lại, dạng nhất bảo vật ở ngay trong tay của đám sư đệ này thì... Cuối cùng, hắn rất hiểu mưu trí và thực lực của nhị sư đệ hắn. Nếu đã do hắn tự mình ra tay trộm lấy bảo vật, có lẽ không có dễ dàng xảy ra trường hợp ngoài ý muốn. Gã thanh niên họ Phương cuối cùng chỉ có thể giận mắng một tiếng, xuất hiện ở lối vào cửa thông đạo, đồng thời quyết giao ở bên cạnh hắn rít gào một tiếng, sau đó hung hãn không sợ chết xông vào thông đạo, chỉ lộ ra một nửa thân thể bên ngoài. Một tên tu sĩ của du tộc Hắc Xà Sơn bị ném ra ngoài, đầu óc của hắn còn đang choáng váng thì hắn đã bị gã thanh niên họ Phương một tay nắm chặt cổ áo. Bảo vật đâu rồi? Đại sư huynh, người này như trở về từ cõi chết. Đầu tiên hắn cảm thấy vui mừng, sau đó chợt giật mình, vẻ mặt đưa đám nói. Nhị sư huynh đã bị người lạ đánh lén, vẫn lạc ngay tại chỗ, di vật của hắn đã bị người kia cướp đi mất rồi. Không đợi cái tên tu sĩ này nói xong, gã thanh niên họ Phương đã nổi giận, mạnh mẽ giáng cho tên này một cái bạt tai, quất bay hắn ra ngoài hơn 10 trượng, phế vật. Gã thanh niên họ Phương tức giận đến run hết cả người. Hắn một mình xông vào đầm rồng hang hổ, ngờ đâu lại rơi vào cái tình cảnh lấy cái vỏ tre mút nước công giả trạng. Nhị sư đệ mang theo nhiều người như vậy, hơn nữa mang theo thú dương viên, lại bị người thần bí kia giết chết ngay trước mặt của bọn chúng, sau đó đoạt lấy bảo vật rồi chạy trốn. Gã thanh niên họ Phương bảo thế nào không cảm thấy giận dữ cho được. Lúc này hai quyết giao liền hợp lực cứu ra thêm một người, thông đạo càng ngày càng bị thu hẹp, quyết giao cũng khó có thể chống đỡ nổi, đã bị ép lui về. Bên trên mặt biển trống rỗng có ba bóng người tung bay, vẻ mặt của ba người này tỏ ra thê lương không thể nào sánh nổi. Thông đạo vừa đứt, những người sư huynh đệ của bọn họ đang bị dây khốn trong động Minh Đảo không thể nào mà thoát ra ngoài. Bây giờ chỉ còn lại có ba người bọn hắn cùng hai con huyết thi trùng. Điều quan trọng nhất là bệ đá cổ đã bị lấy mất rồi, hơn nữa không còn rõ tung tích. Nhiệm vụ mà sư tôn giao cho hắn lại một lần nữa thất bại. Ba người nhìn nhau, thần sắc ai cũng trở nên bi thương đến cực điểm. Đuổi theo, không giết tên đó thề không bỏ qua. Hai mắt của gã thanh niên họ Phương đã đỏ bừng, hắn sắp mất đi lý trí rồi. Hắn không cần biết là có thể đuổi theo kịp Tần Tang hay không, mà điều động huyết giao xong về phía Tần Tang đã biến mất trước đó. Lúc này, hai tên sư đệ của hắn cũng chỉ dám liếc nhau một cái, không có dám nói lời nào, lại phát hiện Lư Thủ Tọa đã sắp đuổi kịp thì trở nên kinh hãi, dỗ dàng bắt lấy huyết giao phần đuôi bỏ trốn. Cùng lúc đó, bên trong động Minh Đảo, tu sĩ các phái đang dây công trận kỳ, vài người đuổi theo những cái tên đệ tử Hắc Xà Sơn chui vào trong thông đạo. Những người còn lại đuổi theo dây công của đám người Hắc Xà Sơn bị rơi ra khỏi thông đạo. Nhưng mà tên đệ tử Hắc Xà Sơn lạc đàn cũng gần như không có khả năng chống cự, mặt mũi của chúng tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Thế nhưng mục đích tu sĩ các phái chính là bắt sống để tra hỏi chứ không có muốn giết hại. Một cảnh hỗn loạn xảy ra.
Lúc này một đạo độn quang mang theo hai màu đen trắng từ xa bay tới, đó chính là Hoa Dương lão đạo. Hoa Dương lão đạo đã bị quyết giao dây khủng đến bây giờ, đạo bào đã bị dở nát, trên thân thể của lão mang theo những vết máu, khí tức cũng có một chút lộn xộn, thần sắc của hắn có vẻ cực kỳ lo lắng. Đi tới chỗ ám lôi mọc lần, Hoa Dương lão đạo dường như có một dự cảm chẳng lành. Khi hắn nhìn thấy thềm đá dưới đầm nước đã bị bại lộ, hơn nữa cảm ứng được một cổ lực lượng cực kỳ cuồng bạo muốn thoát ra từ bên trong, thần sắc của hắn không khỏi trở nên cực kỳ kinh hãi, tiến lên hô to: "Lôi dịch đã sắp bùng nổ rồi, mau chạy đi." Mọi người nghe vậy trì trệ một thoáng, sau đó nhìn thấy bộ dáng hiện tại của Hoa Dương lão đạo, cảm thấy khinh bỉ, cười lạnh một tiếng: "Lôi dịch cái gì chứ, Hoa Dương lão đạo, Lan Đống môn các ngươi giấu thật là kỹ nha. Động Minh đảo có dấu bí bảo như vậy, thế nhưng mà đám người bọn ta hoàn toàn không biết gì. Nếu như không phải đám người của Lan Đống môn các ngươi ăn mảnh một mình, thì cái tình cảnh đã không có xảy ra như hôm nay. Không cướp được bí bảo từ tay của đám người kia, rất nhiều người trở nên bất mãn với Lan Đống môn, cho nên đồng loạt tiến tới chất vấn Hoa Dương lão đạo. Nhưng mà bọn hắn cảm thấy Hoa Dương lão đạo dường như căn bản không hề để ý đến bọn họ, chỉ nói bọn họ một câu, sau đó vội vàng chạy ra ngoài. Dường như trong cánh rừng kia có một thứ gì đó vô cùng khủng bố sắp bộc phát, biểu cảm của Hoa Dương lão đạo cũng không có giống như đang nói láo. Mọi người kinh hãi thả ra thần thức, cuối cùng phát hiện ra cái điều gì đó kỳ quái. Chương 1374, pháp khí hình chiếc quan tài. Cổ lực lượng này sao lại cuồng bão giấy? Chẳng lẽ trong lòng đất thật sự có dấu lô dịch sao chứ? Mau, chạy thôi! Mọi người tranh nhau chen lấn chạy thoát. Bọn họ vừa mới lao ra, ở bên trong ám lôi mọc lầm, lại đột nhiên xuất hiện một đoàn ánh sáng chói mắt như ánh mặt trời ban trưa. Dưới ánh mắt của mọi người âm thầm bộc phát, ám lôi mọc lầm hoàn toàn biến mất. Chỗ đó của nó xuất hiện một cái hố sâu, ba động khủng bố tràn ra bên ngoài, sau đó quét sạch tất cả. Những tu sĩ chạy trốn thành công, nhưng mà cũng bị dư âm của ba động xung kích đến. Tình cảnh của đám người này không khác Hoa Dương lão đạo lúc nãy chút nào. Trông không có khác gì cái thằng ăn mày, ánh mắt đờ đẫn, mặt mũi cảm giác sống sót sau cái chết. Động Minh đảo chấn động mãnh liệt không ngừng, sóng lớn ngập trời. Lư Thủ Tọa đang ở bên ngoài đảo, nhưng mà dường như hắn cũng bị dính cái lực xung kích, rên lên một tiếng, thân ảnh lão đảo như muốn ngã. Đột nhiên nhìn về hướng Động Minh đảo, sắc mặt dần trở nên đại biến. Tần Tàn chạy đi thật xa, nhưng mà cũng bị lực bạo tạc ở trên đảo làm cho hoảng sợ. Hắn quay đầu nhìn lại chỗ Động Minh đảo, một đoàn mây đen bay lên không trung, dường như mang theo từng đạo hồ quang điện, dưới ánh nắng và biển xanh cực kỳ dễ nhìn thấy, hơn nữa còn thật lâu chưa có tán đi. Tình huống gì đang xảy ra? Thân ảnh của Tần Tàn khựng lại, hắn hơi hơi ngẩn người, cảm thấy không hiểu rõ cho lắm. Lúc hắn ở trong ám lôi mọc lâm, hắn sợ bên dưới thềm đá có nguy hiểm, Thiên Mục Điệp đi theo vào bên trong sẽ bại lộ, vì thế cũng chỉ có thể thay đổi cách khác. Chỉ cần xác định đoạt bảo người tên nhị sư huynh kia, thì hắn chỉ cần cường sát tên kia đoạt lại là được rồi, không cần thiết dễ dờ cho thêm chuyện, tự mình phải gánh lấy sự nguy hiểm. Mặt khác, Tần Tàn đồng thời cũng không biết Động Minh đảo có phong ấn một cái lô trì. Những tên kia không biết làm ra cái chuyện gì mà gây hậu quả kinh khủng như vậy. Tần Tàn tự lẩm bẩm, thấy cảnh này hắn quả thật đã bị dọa cho hết hồn. Không chỉ đánh cắp bảo vật, dám làm cho Động Minh đảo biến thành một cảnh tượng như bây giờ. Mặc dù tính ra không phải là do hắn làm, nhưng cuối cùng Lan Đấu Môn có lẽ cũng sẽ đổ hết tội lên đầu của ta. Ngay lập tức cùng đắc tội với hai đại tông môn Nhẫn Du nhị tộc. Tính ra có tất cả ba vị tổ sư Nguyên Anh cảnh. Cũng may ta hành sự cẩn trọng, không có vận dụng Song Đầu Hống và Thập Phương Diêm La Phiên trước mặt của bọn hắn, chỉ có mỗi kiếm quang phần quá và tinh loa đã bị bại lộ thôi. Thần sắc của Tần Tàn có một chút bối rối. Hắn không biết một vị tổ sư Nguyên Anh cảnh của Lan Đấu Môn đã dẫn lạc. Thế nhưng đối đầu với hai vị lão tổ Nguyên Anh cảnh còn bị Nhân Du hai tộc truy nã một lúc, phiền phức lần này cũng đủ cho hắn lo lắng rồi. Đám đệ tử của Hắc Xà Sơn đồ sát phản đồ đấu ngư phòng,
chắc hẳn là chân truyền nhất mạch Đấu Ngưu Phong đã bị bọn chúng chiếm đoạt rồi. Tên lúc đầu ta giết có vẻ như có địa vị cực cao, gần như sánh ngang với gã thanh niên họ Phương. Bên trong cái túi giới tử của hắn, hy vọng sẽ có thứ ta cần. Hy vọng môn đạo thuật chân truyền có tác dụng với ta. Nếu như có thể giải quyết được tinh nguyên quán thể, ta chỉ cần tìm một chỗ kín đáo nào đó ẩn nấp, bế quan khổ tu mấy chục năm, chờ tới khi mà Thất Sát Điện mở ra một lần nữa, ta ngược lại muốn xem các người tìm thấy ta bằng cách nào. Tâm trạng của Tần Tan bình tĩnh trở lại, hắn lạnh lùng nói. Bây giờ, Tần Tan còn có một chuyện quan trọng phải làm, không có thời gian xem xét túi giới tử của hai tên đệ tử Hắc Xà Sơn. Tần Tan nhìn trước, nhìn sau một lát, truy binh đã bị hắn cắt đuôi. Hắn lập tức ẩn nặc đi khí tức của bản thân, lượn quanh một vòng, lặng lẽ quay lại. Hắn muốn đi đón qua thần. Sau một khoảng thời gian chờ đợi, thanh phù tiền trong tay của Tần Tan cuối cùng đã có dị động. Trước khi chia tay, Tần Tan giao cho quá thân một cái tử tiền, để sau khi mãn thoát thân thì bóp nát, Tần Tan dễ dàng đi tiếp ứng. Tần Tan đi tới quan đảo, hắn cảm ứng được vị trí của quá thân. Thần sắc ngưng trọng một chút, quá thân đã thành công trốn ra được. Bên trên động Minh đảo bây giờ là một cảnh tượng hỗn loạn, quả nhiên không có một ai chú ý tới động tử của một tên đệ tử luyện khí cảnh. Hắn cong ngón tay búng một phát, hiện ra một kiện pháp khí hình chiếc quan tài màu đen, ra lệnh cho quá thân đi vào, sau đó đem chiếc quan tài màu đen cõng lên người, rời khỏi cái vùng đất thị phi này. Còn đối với việc trận đại loạn lần này có thể gây ra hậu quả gì, đó cũng không phải là việc Tần Tan có thể quan tâm. Các bạn vừa nghe xong tập 146 Con Đường Tu Tiên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.